Sau khi mà điền đơn visa và luyện phỏng vấn xong thì các bạn sẽ đến bước tiếp theo là sẽ nộp đơn visa và chờ kết quả. Sau đó mình sẽ tiến hành đến bước là làm các thủ tục nhập học trực tuyến và mình sẽ đến bước cuối cùng là chuẩn bị bay. Rồi ạ, với phần đầu tiên liên quan đến là nộp đơn xin học bổng thì các bạn nên lưu ý về thời hạn nộp học bổng của các trường. Ví dụ nhiều trường hiện tại thì đang có hạn nộp cuối cùng là vào tháng cuối tháng 4 này, hoặc là một số trường thì sẽ có hạn nộp vào khoảng cuối tháng 5, hoặc là một số trường này sẽ có hạn đâu đó khoảng độ tầm là trong nửa đầu tháng 6. Nhìn chung là với kinh nghiệm của em làm từ thời gian em bắt đầu làm IDP hiện tại cho đến bây giờ thì em thấy là với năm nay thì các trường có vẻ là có cái chốt chặn, có cái hạn nộp về mặt học bổng sớm hơn so với các năm trước. Bởi những năm trước thì có rất nhiều học bổng mình sẽ có hạn là vào khoảng cuối tháng 6 là 30 tháng 6. Tuy nhiên năm nay hầu hết các trường sẽ có hạn, nếu mà muộn nhất thì cũng đâu đó khoảng độ tầm trong nửa đầu tháng 6 thôi. Thì lý do là bởi vì họ cũng đã nhìn được trước cái tình huống về mặt visa của năm 2023 nên là họ có cái phần chốt chặn học bổng sớm hơn để các bạn có thể là chuẩn bị tốt hơn cho phần là nộp hồ sơ visa của mình. Với việc là các trường đưa ra cái phần chốt chặn sớm như vậy thì các bạn cũng nên kiểm tra rất là kỹ về phần hạn nộp học bổng của các trường, bởi các hạn nộp này thì có thể sẽ được thay đổi trong xuyên suốt quá trình chứ họ cũng sẽ không có cố định cái phần hạn nộp học bổng này, nên mình sẽ cần kiểm tra rất kỹ email cập nhật từ các trường, hoặc là các bạn có thể liên hệ với anh chị tư vấn ở IDP để được cập nhật về các cái hạn nộp học bổng này. Các bạn cần nắm rõ yêu cầu cho từng bài viết luận học bổng của các trường sẽ như thế nào. Thường là độ dài sẽ rơi từ 200 đến 300 từ. Trong phần bài luận học bổng họ sẽ mong muốn được lắng nghe các cái thành tích học tập và liên quan đến công việc của mình, các cái nguyện vọng về mặt nghề nghiệp và kế hoạch phát triển bản thân trong tương lai, và các bạn có thể trình bày thêm về hoàn cảnh tài chính của bản thân và gia đình. Thì đấy là những cái phần thông tin chính mà các trường người ta muốn lắng nghe trong các phần bài luận học bổng của mình ạ. Bước tiếp theo các bạn sẽ cần phải chấp nhận thư mời nhập học. Thì ở phần này sẽ có hai cái khái niệm là FOMO và JOMO. Ở thời điểm này thì các bạn sẽ cần phải đưa ra quyết định xem là mình sẽ nên đi học ở trường nào rồi. Nếu các bạn vẫn còn lăn tăn với việc là mình sẽ đi học ở trường nào thì cũng là một cái rủi ro trong phần là hồ sơ visa. Bởi nếu thời điểm này khi mà các bạn đã có thể là hoàn tất hết được các yêu cầu đầu vào của trường rồi mà mình chưa ra sự quyết định thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian xét duyệt visa, bởi vì hiện tại thì thời gian xét duyệt visa ở Anh thì sẽ được quy định là trong vòng 21 ngày, tức là trong vòng 3 tuần, tương ứng với 15 ngày làm việc. Tuy nhiên với tình huống của 2023 thì IDP đã ghi nhận rất nhiều các trường hợp mà sẽ phải chờ kết quả visa lên đến là 6 tháng. Nghĩa là nếu tại thời điểm tháng 4 này nếu các bạn chưa quyết định sớm thì rất là khó để các bạn có thể là kịp nhập học vào kỳ tháng 9 2024. Thế nên là các bạn sẽ cần làm quen với hai khái niệm là FOMO và JOMO này để mình có thể đưa ra được quyết định xem mình sẽ đi học ở trường nào. Với FOMO là tình trạng các bạn đang ở giai đoạn là fear of missing out, tức là các bạn sẽ mong muốn nộp rất là nhiều trường và thời điểm này các bạn sẽ không biết là nên đi học ở trường nào. Với khái niệm tiếp theo là JOMO là joy of missing out, là các bạn sẽ tìm hiểu rất kỹ về các trường rồi và mình sẽ thấy là một cái niềm vui trong việc là mình sẽ từ chối các thư tức là mình sẽ từ chối thư mời của các trường khác và mình sẽ đồng ý với thư mời nhập học của một trường. Thì với hai cái thái cực như vậy các bạn sẽ thấy là nó sẽ hoàn toàn đối ngược. Nếu thời điểm này các bạn ở giai đoạn là FOMO thì các bạn sẽ rất là trăn trở với việc là không biết mình sẽ đi học ở trường nào, rồi liệu đây đã phải là lựa chọn trường chính xác của mình hay chưa. Thế còn với các bạn đang ở trong giai đoạn JOMO là các bạn đã nghiên cứu rất kỹ về các trường rồi, các bạn đã có những cái phân tích xem là liệu là trường này đã có phải lựa chọn tối ưu nhất của mình hay chưa này, rồi các cái liên quan đến phần là nội dung khóa học, rồi liên quan vấn đề tài chính, liệu là các bạn đã nghiên cứu kỹ để đưa ra một phương án tối ưu nhất trong khả năng hoặc là trong ngân sách của gia đình hay chưa. Thì các bạn nên thực hiện nghiên cứu kỹ về các trường trong giai đoạn này, và để có thể hỗ trợ cho các bạn trong giai đoạn là từ FOMO để có thể đi sang là JOMO thì IDP có một công cụ là FOMO Scoring Table. Nôm na thì đây sẽ là một cái bảng để có thể hỗ trợ cho các bạn trong quá trình là nghiên cứu kỹ hơn của các trường, để mình đưa ra xem là với từng cái tiêu chí mà mình đề ra như vậy thì những cái phương án trường mà mình đang cân nhắc thì nó có thể được đánh giá bằng những cái thang điểm nhất định, thì từ đó cũng sẽ dễ dàng cho bạn là đưa ra được cái quyết định chọn trường hơn. Phần chia sẻ chi tiết về nội dung sử dụng phần FOMO Scoring Table này thì đã có trong event của tháng 3, nên nếu các bạn nào cũng chưa có kịp tham gia thì IDP có thể thả lại phần đường link YouTube của event này để các bạn có thể là tham khảo chi tiết hơn. Nhưng nôm na là mình sẽ có phần các cái tiêu chí thì nó sẽ không chỉ giới hạn ở 8 tiêu chí này đâu. Được, các bạn có thậm chí đến 10, 12 tiêu chí thì mình hoàn toàn có thể là đặt vào đây.
Tuy nhiên, với phần tỉ trọng của từng tiêu chí thì sẽ làm sao mà sẽ không, khi mà mình tổng hợp lại hết toàn bộ các tiêu chí của mình cân nhắc thì sẽ không quá 100%. Và từng tiêu chí này thì mình sẽ đánh giá theo từng score, là theo từng điểm. Ví dụ như các bạn sẽ thấy ở cột này sẽ là cột score này, các bạn sẽ đánh giá trên thang điểm 10. Thì sau khi các bạn đánh giá này xong thì nó sẽ có công thức nhân, là nhân phần score với phần là tỉ trọng ở đây, thì nó sẽ ra con số điểm của từng tiêu chí của mình. Và sau khi mình đã tổng hợp từng cái sub scoring ở đây thì nó sẽ ra cái phần overall scoring cuối cùng, thì sẽ giúp cho các bạn hình dung rõ hơn là với các tiêu chí và với từng trường mình đang cân nhắc thì cái thang điểm cuối cùng sẽ ra so với từng trường là bao nhiêu. Tuy nhiên các bạn cũng không cần quá áp lực với việc là mình sẽ phải lựa chọn học ở trường mà có phần điểm overall scoring cao nhất đâu, bởi đây cũng sẽ chỉ là một công cụ thôi để giúp cho các bạn là dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Tuy nhiên, bằng việc nếu các bạn có nghiên cứu kỹ từng tiêu chí của các trường và mình đưa ra được cái đánh giá cá nhân của mình với từng tiêu chí đó, thì đây chính là giai đoạn mà các bạn đã nghiên cứu rất kỹ về từng trường, các bạn sẽ hiểu nhất là về phần location, vị trí của trường nó có ý nghĩa như thế nào với khóa của các bạn, với phần ranking của trường có ý nghĩa ra làm sao, và với việc là các bạn dành thời gian đọc kỹ phần nội dung khóa học, đọc kỹ từng môn mà các bạn sẽ được học trong chương trình, hoặc là các bạn nghiên cứu kỹ về phần nhà ở của trường này, hoặc là các cái cơ hội mà trường sẽ mang lại, thì đây sẽ là phần nghiên cứu để cho các bạn là tự tin hơn với việc là mình sẽ đưa ra quyết định lựa chọn học ở trường nào. Nên nếu các bạn có lựa chọn học ở một trường mà cái điểm điểm tổng ấy, nó có thể là hơi kém so với các lựa chọn khác thì cũng đừng lo nha, bởi vì các bạn đã đi qua giai đoạn là các bạn đã nghiên cứu kỹ với các trường rồi, và các bạn sẽ có những cái cân nhắc, những cái lựa chọn phù hợp nhất với khả năng là với cái sự tìm hiểu của mình. Sau khi các bạn đã có thể đưa ra được quyết định là mình sẽ học ở trường nào rồi thì mình sẽ cần là chấp nhận thư mời nhập học. Với việc chấp nhận thư mời nhập học thì mình sẽ có 3 phần chính. Thứ nhất là các bạn có thể là ký đơn đồng ý, hoặc là mình sẽ có thể gửi email cho trường. Thứ hai là mình sẽ nhấn nút accept trên hệ thống của trường, thì tùy từng trường người ta sẽ có những hình thức khác nhau. Có thể là ký đơn đồng ý bằng một cái form riêng, hoặc là sẽ gửi email, hoặc là sẽ nhấn nút accept trên hệ thống. Tuy nhiên, dù là bằng hình thức nào thì họ vẫn sẽ ràng buộc với một cái điều kiện là mình sẽ cần phải đóng đặt cọc cho trường thì mới xác nhận được là mình sẽ chấp nhận, mình sẽ chính thức chấp nhận nhập học tại trường đó. Và bằng việc đóng đặt cọc học phí cho trường thì trường họ mới giữ một cái cash slot cho mình. Thì phần liên quan đến phần thư cash hoặc là phần cash slot này thì mình sẽ giải thích cụ thể hơn ở phần sau, nhưng nôm na là trong cái đơn xin visa của mình thì bắt buộc sẽ phải có thư cash này. Đây là thư mà trường sẽ bảo trợ bộ hồ sơ visa của mình, và nếu không có thư này thì chắc chắn các bạn sẽ không có xin được visa. Các bạn cũng cần lưu ý là đến thời hạn đóng đặt cọc thư mời của các trường, bởi vì mỗi trường sẽ có thể có những thư mời khác nhau, và thường phần thông tin này sẽ được để trên offer trên thư mời mời nhập học của trường, nên các bạn sẽ cần kiểm tra rất là kỹ ạ. Với việc đóng đặt cọc thì mình sẽ có 3 hình thức chính. Thứ nhất là qua thẻ thanh toán quốc tế, thứ hai là qua ngân hàng truyền thống, và thứ ba là qua các đơn vị chuyển tiền quốc tế. Thì với 3 hình thức này cũng sẽ có những cái điểm đặc thù khác nhau. Tuy nhiên, với IDP thì hiện tại thì IDP đang khuyến khích các bạn là sẽ sử dụng hình thức thứ ba là qua các đơn vị chuyển tiền quốc tế, bởi vì đây là cũng là các hình thức mà được các trường người ta có ủy quyền để nhận cái phần là chuyển tiền quốc tế này. Và lý do là bởi vì thứ nhất là tỷ giá qua các cái đơn vị chuyển tiền quốc tế này sẽ khá là cạnh tranh, nó sẽ không đắt hơn so với việc là các bạn chuyển tiền qua hình thức là ngân hàng truyền thống, mà cũng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc thanh toán qua thẻ. Bởi vì nếu các bạn thanh toán qua thẻ thì thường các bạn sẽ bị trả 2 chi phí, thứ nhất là về phần chi phí chênh lệch về mặt tỷ giá, và thứ hai sẽ là chi phí liên quan đến phí thẻ, thì thường nó sẽ dao động từ 2 đến 3% tùy ở loại hình thẻ của mỗi ngân hàng. Và cái tỷ giá cạnh tranh này cũng một cái lợi thế rất lớn, đó là nó sẽ được cố định trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Nên nếu ví dụ các bạn có tạo hóa đơn chuyển tiền một ngày nhưng mà sang ngày hôm sau tỷ giá nó bị tăng cao lên thì cũng đừng lo, vì mình sẽ vẫn sẽ được giữ cái tỷ giá chuyển tiền của ngày mà mình tạo hóa đơn. Và hiện tại thì họ cũng đang có các ngân hàng ủy quyền tại Việt Nam, ví dụ như là với hệ thống của Cohort thì sẽ có ngân hàng ủy quyền tại ngân hàng VIB, còn với hệ thống chuyển tiền quốc tế là Flywire và Convera. Thật ra Convera cũng là một hình thức chuyển tiền mà có khá là phổ biến được cho đến nay rồi. Nhiều bạn sẽ biết đến hình thức chuyển tiền này với tên gọi cũ là Western Union đó. Thì với Flywire và Convera thì ngân hàng ủy quyền hiện tại đang là ngân hàng VB Bank. Thế nên nếu các bạn có chuyển tiền qua Cohort, Go, Flywire hoặc là Convera thì mình hoàn toàn có thể là thực hiện chuyển tiền nội địa y như việc là mình chuyển tiền cho người thân của mình thôi. Mình sẽ không có mất phí chuyển tiền quốc tế.
mình sẽ không mất các phí như là công điện, chuyển tiền hay là phí ngân hàng gì cả. Và số tiền mà mình cần đóng sẽ được quy đổi từ bảng Anh sang Việt Nam đồng luôn, nên mình sẽ chỉ cần nhập con số tiền được quy đổi và không có bất kỳ các cái phụ phí gì thêm nữa. Thủ tục thì cũng rất là đơn giản và nhanh chóng, bởi vì hồ sơ của các bạn sẽ được các bạn nhân viên IDP hỗ trợ là nộp lên trước hệ thống. Các bạn cũng sẽ không cần phải quá đau đầu với việc là sẽ cần phải mang giấy tờ gì ra ngân hàng, mà mình sẽ chỉ cần là gửi các cái giấy tờ đó cho các bạn tư vấn thôi. Còn các bạn tư vấn sẽ hỗ trợ mình với việc là nộp các cái hồ sơ này lên. Thế nên là khi các bạn chuyển tiền cũng sẽ chỉ cần làm chuyển tiền trên app của điện thoại là được rồi. Mình không nhất thiết phải ra ngân hàng để có thể thực hiện được việc giao dịch này. Nên mình hoàn toàn có thể thực hiện bằng Internet Banking hoặc là bằng Mobile Banking đều được hết ạ. Sau đó các bạn sẽ cần là đặt nhà ở hoặc là đặt trong ký túc xá. Thì đây là một số các cái phần hình thức nhà ở phổ biến. Ví dụ mình có thể ở trong showroom, là mình sẽ dùng chung các khu vực như là bếp và nhà vệ sinh. Phòng ensuite thì sẽ là có nhà vệ sinh riêng. Phòng studio thì sẽ bao gồm là bếp riêng và nhà vệ sinh riêng luôn ạ. Mình sẽ tiến hành là nộp đơn cho các trường. Sẽ có những cái lựa chọn mà các trường người ta sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của mình, làm sao mà để cho mình có một cái phòng mà nằm trong những cái sự ưu tiên lựa chọn của mình. Sau khi mà các bạn nó nộp đơn xong thì trường người ta sẽ gửi lại cái xác nhận cái loại phòng. Mình sẽ đọc kỹ các cái thông tin liên quan đến thời hạn hợp đồng này, chi phí kỳ hạn. Và nếu mà mình đồng ý thì mình sẽ xác nhận là thông tin phòng mà mình sẽ ở và sẽ tiến hành là thanh toán đặt cọc của phí, sorry, đặt cọc cái phần phí nhà ở này cho trường ạ. Một số các cái khó khăn khi mà tìm nhà ở thì hiện tại là nếu các bạn đi vào kỳ tháng 9 2024 thì đây cũng là giai đoạn mà các bạn nên cân nhắc tìm hiểu về phần là nhà ở rồi. Bởi nếu các bạn không tìm sớm thì rất khó mình có thể tìm được các nhà mà gần trường. Hoặc là nếu trong tình trạng mà các bạn tìm được các nhà gần trường hoặc là các cái nếu mà các bạn tìm kiếm nó hơi sắp đến ngày nhập học thì thường là giá nhà cũng sẽ hơi cao. Và các bạn cần lưu ý mình sẽ cần phải tìm kiếm những cái trang tìm nhà mà sẽ đảm bảo an toàn cho mình để tránh trường hợp là mình sẽ bị lừa đảo, mình sẽ bị trả thêm một số các cái phụ phí nhà hoặc là những cái điều khoản về hợp đồng nó sẽ hơi mập mờ, sẽ không có được thuận lợi cho mình khi về sau mình có chuyển sang bên đó để mình sinh sống. Và các bạn cũng cần lưu ý hơn về phần là chất lượng về mặt nhà ở, bởi vì đôi khi những cái hình ảnh mà người ta mang lên thì nó sẽ không đúng thực tế với tình trạng nhà đang ở bên kia. Và nếu các bạn tìm nhà muộn thì đương nhiên có thể có những rủi ro đến việc là không có lựa chọn nhà nào để mình ở. Rồi, chính vì thế IDP cũng có những hỗ trợ liên quan đến phần tìm kiếm nhà ở bằng việc là mình có thể tham khảo qua hai đơn vị cung cấp nhà ở lớn tại UK hiện tại, đó là trang Unilodgers và trang Casita. Thì đây là hai đơn vị cung cấp nhà ở cho các bạn sinh viên. Thì nôm na thì đây là các cái khu mà chỉ có các bạn sinh viên ở với nhau thôi. Nó không phải là các cái căn nhà mình sẽ thuê với chủ nhà ở bên ngoài, mà nó cũng tương tự với một dạng của các căn là chung cư mini nhưng chỉ có cho các bạn sinh viên thuê thôi. Thì nó cũng đảm bảo với việc là mình sẽ ở an toàn, bởi vì thường là trong những cái khu như vậy thì đều có hệ thống là CCTV 24/7 và thường là các cái phòng cũng được trang bị khá là khang trang và hiện đại. Cũng có những khu vực để các bạn có thể là nấu ăn chung này, hoặc cũng có những khu vực để các bạn có thể là sinh hoạt chung, giao tiếp với các bạn sinh viên quốc tế khác. Và cũng có những khu vực liên quan đến giặt là để các bạn có thể là có những cái sinh hoạt cơ bản thuận lợi nhất. Sau khi các bạn đã có thể là tiến hành đến bước là đặt nhà ở xong thì mình cũng nên là kiểm tra lại trên thư mời của mình xem còn có những điều kiện nào không. Ví dụ như các bạn thì thường là sẽ nợ điểm tiếng Anh thì mình cần đăng ký kỳ thi. Hầu hết các trường đại học tại Anh thì đều chấp nhận là bài thi IELTS. Nên nếu các bạn đang cân nhắc đến việc là bổ sung chứng chỉ tiếng Anh thì nên cân nhắc đến việc thi IELTS. Còn một số trường sẽ có những kỳ thi linh hoạt khác, ví dụ như là TOEFL, IBT hoặc là Duolingo. Thì các bạn nên kiểm tra lại xem trường chấp nhận loại hình thức thi nào. Còn phổ biến nhất thì nếu các bạn thi IELTS thì được tất cả các trường đại học tại Anh thì đều chấp nhận. Và bạn kiểm tra xem là mình sẽ nên là thi tiếng Anh muộn nhất nhé. Muộn nhất nếu mà được á, thì sẽ là gọi là thời gian lý tưởng nhất thì sẽ là 15 tháng 5. Còn không thể muộn hơn thì sẽ là trước 15 tháng 6. Thì để đảm bảo cho bạn là có kế hoạch nộp visa đủ sớm, mình có thể nhận được kết quả sớm và khởi hành sang Anh kịp thời gian nhập học là tháng 9 2024. Còn với các bạn nào mà đang nợ điểm năm cuối hoặc là nợ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc là bằng tốt nghiệp thì mình cũng nên là kiểm tra lại kỹ với trường với cái kế hoạch tốt nghiệp năm nay của mình sẽ vào thời gian nào.
thì thường là các trường đại học tại Anh thì thường hay có cái mức lý tưởng nhất thì sẽ là trước ngày 15 tháng 7. Còn nếu mà không thể nào muộn hơn thì sẽ là 31 tháng 7. Còn có một số trường hợp các bạn, ví dụ như các bạn học năm cuối ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc ở trường Đại học Ngoại thương thì thường có phần là nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc là nhận được bảng điểm năm cuối nó sẽ hơi hơi trễ hơn một chút. Thì các bạn cũng nên đặt vấn đề sớm với các anh chị tư vấn, để các anh chị tư vấn có thể là xin trước các trường ở bên Anh để họ có thể là gia hạn thêm cho mình. Nhưng mà thường thì cũng sẽ là không quá 15 tháng 8 đâu, bởi vì đấy cũng là thời gian muộn nhất mà các trường người ta có thể là cấp CAS cho mình rồi. Bởi sau thời gian này thì đương nhiên là thời gian đó ấy, các bạn cũng đã phải có một cái rủi ro bạn không có kịp nhập học rồi. Thế nên là nếu mà các bạn trong tình huống như vậy thì mình cũng nên là xin trước các trường là về mặt là gia hạn thêm thời hạn mà mình có thể bổ sung được các cái giấy tờ như là chứng nhận tốt nghiệp hoặc là bằng tốt nghiệp năm cuối này. Đặc biệt một số các bạn theo học các cái khóa liên quan đến tiếp xúc với con người nhiều. Ví dụ như các bạn theo học các cái khóa để mình có thể trực tiếp đứng lớp giảng dạy ở bên Anh, hoặc là các bạn theo học những cái khóa mà nó hơi đặc thù liên quan đến việc là các ngành liên quan đến khoa học và kỹ thuật, thì mình có thể cần phải xin các cái giấy tờ như là DBS. DBS thì các bạn có thể hiểu nôm na là các cái giấy tờ liên quan đến lý lịch tư pháp. Các bạn sẽ cần phải đi lấy lý lịch tư pháp tại Việt Nam để mình có thể là được học những cái chuyên ngành mà nó sẽ có tiếp xúc trực tiếp với con người, ví dụ như là y tá này, về social work, về công tác xã hội này, hoặc là về giảng dạy. Còn nếu các bạn học những khối ngành liên quan đến kỹ thuật hoặc là khoa học thì mình sẽ cần kiểm tra kỹ xem khóa học của mình có yêu cầu giấy chứng nhận liên quan đến ATAS hay không. Nôm na ATAS sẽ là cái giấy chứng nhận cho việc là các bạn có đã hiểu hoàn toàn được cái khóa học của mình, để sẽ có những cái điều kiện để các bạn sẽ không có tham gia vào các hoạt động liên quan đến nghiên cứu về mặt là vũ khí hoặc là các hóa chất liên quan đến việc là sẽ phục vụ cho việc là gây ra được các cái chiến tranh. Nôm na thì nó sẽ đảm bảo đến cái mức độ an toàn cho các bạn trong khi quá trình các bạn học ở bên Anh. Và bạn cũng nên là lưu ý đặc biệt đến phần là thời hạn bổ sung các cái điều kiện này ạ. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần là mở sổ tiết kiệm. Thì đây là công thức mà mình sẽ cần phải chuẩn bị cho cái cuốn sổ tiết kiệm của mình. Các bạn sẽ cần lấy học phí của mình cộng với sinh hoạt phí. Sinh hoạt phí hiện tại thì đang được quy định theo hai mức. Nếu các bạn học trong London thì sẽ là 12.006 bảng cho 9 tháng học của mình. Còn với các bạn ở ngoài London thì sẽ là mức là 9.207 bảng. Sau đó mình sẽ trừ đi học bổng và trừ đi phần đóng đặt cọc mà mình đã đóng cho trường. Các bạn cũng đừng lo mình sẽ cần phải chứng minh cho cả 3 cả 4 năm học, bởi vì mình sẽ chỉ cần chứng minh cho một năm học đầu tiên thôi. Một lưu ý nữa là các bạn sẽ cần nên mở dư là từ 50 đến 100 triệu so với cái số tiền mà mình được yêu cầu chứng minh. Bởi hiện tại thì tỷ giá đang khá là bất ổn, nếu các bạn có theo dõi về tình hình tài chính đúng không? Các yếu tố liên quan đến ngoại tệ, tỷ giá ngoại tệ này hoặc là giá vàng đều có những cái biến động nhất định, nên mình sẽ không có biết chắc chắn được là cái tỷ giá của mình nó sẽ bình ổn ở mức mà mình đang tính tại thời điểm hiện tại hay không. Nên mình nên mở dư để nếu trong trường hợp mà tỷ giá có biến động thì sổ tiết kiệm của mình cũng đã mở để đảm bảo là dự phòng được con số đó rồi. Ví dụ như nếu khóa học của bạn là 15.000 bảng, học bổng các bạn đạt là 3.000, các bạn được yêu cầu đóng đặt cọc là 3.000 và sinh hoạt phí bạn học ở một trường ngoài London đi chẳng hạn, thì mình sẽ được yêu cầu chứng minh về con số là 9.207 bảng. Nhưng như vậy thì các bạn sẽ cần chứng minh về con số là khoảng độ tầm là về mặt chính xác nhé, sẽ là 18.207 bảng và nó sẽ tương đương khoảng là 665 triệu. Do đó các bạn sẽ cần phải mở sổ tiết kiệm tối thiểu thì sẽ là 600 triệu, còn nếu mà được nhất á, các bạn sẽ nên mở sổ tiết kiệm là 650 triệu, tức mình sẽ mở dư hẳn khoảng gần 100 triệu đi để đảm bảo tránh cái tình trạng là tỷ giá nó sẽ bị tăng vọt lên trong thời gian tới. Một số lưu ý liên quan đến mở sổ tiết kiệm ạ. Các bạn sẽ cần phải mở sổ tiết kiệm ít nhất là 28 ngày trước ngày mà mình nộp đơn visa. Còn thực tế nếu các bạn nếu các bạn mở sổ tiết kiệm càng sớm thì càng tốt. Ví dụ như thời gian tháng 4 này cũng đã là thời gian rất lý tưởng rồi để mình mở sổ tiết kiệm, thì bạn nên là mở sổ tiết kiệm trong tháng 4 này luôn. Và cái kỳ hạn mà mình được đề xuất sẽ là 6 tháng. Tên chủ tài khoản sẽ được yêu cầu là tên của học sinh hoặc là tên của phụ huynh. Mình sẽ không đứng tên của anh chị em hoặc cô dì chú bác trong gia đình. Bởi về mặt luật thì UKVI là cơ quan di trú và thị thực Anh, họ có quy định là tên chủ tài khoản để có thể chứng minh tài chính này sẽ chỉ có thể là đương đơn hoặc là cha mẹ trực tiếp của đương đơn thôi, hoặc là những người gọi là có các giấy tờ để chứng minh là có quyền, gọi là có
Nôm na có quyền bảo lãnh đối với tình trạng của đương đơn đó, thì nên là các bạn sẽ chỉ đúng tên của học sinh hoặc phụ huynh của mình mà thôi. Các bạn lưu ý là mình sẽ không thực hiện bất kỳ giao dịch gì, mình không rút tiền ra, mình cũng không nộp tiền vào sổ tiết kiệm đó từ lúc mà mình gửi cho đến ngày mà mình có kết quả visa. Và tiền mà được gửi trong sổ tiết kiệm thì cần là tiền Việt Nam đồng hoặc là ngoại tệ. Các bạn có thể mở ngoại tệ là bảng Anh hoặc là mở đô la Mỹ đều được. Tuy nhiên họ có một cái lưu ý là sẽ không chấp nhận các hình thức chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm qua việc là mình chứng minh mình có vàng này, hoặc là mình chứng minh có cổ phiếu, hoặc là chứng khoán, hoặc tiền ảo đều không được chấp nhận. Họ sẽ chỉ chấp nhận duy nhất là sổ tiết kiệm thôi ạ. Tiếp theo nữa, liên quan đến phần khám lao phổi, thời gian tháng 4 này cũng là thời gian không thể muộn hơn cho việc khám lao phổi của các bạn rồi. Lý do là bởi vì nếu trong trường hợp các bạn khám lao phổi và phát hiện ra những cái vết mờ trong phổi, họ không đủ căn cứ để khẳng định bạn đã bị lao phổi được. Chính vì vậy họ sẽ yêu cầu các bạn sẽ cần phải lấy đờm để có thể có những cái xét nghiệm thêm. Và với việc lấy đờm xét nghiệm thêm như vậy thì cái thời gian mà mình có những cái kết quả ấy, thì nó sẽ lên đến 3 tháng. Nên nếu ví dụ các bạn là có ghi nhận là trong tháng 4 này đi, và mình sẽ cần phải chờ đến tháng 7 mình mới có cái giấy chứng nhận lao phổi này, thì các bạn vẫn còn kịp để nộp hồ sơ xin visa vào kỳ tháng 9. Thế còn nếu các bạn, ví dụ các bạn tháng 6 bạn mới đi khám đi chẳng hạn, và phải lấy đờm và phải chờ kết quả là 3 tháng là đến tháng 9 luôn rồi, thì mình đâu có còn thời gian để mình nộp cho bộ hồ sơ visa của mình nữa đâu. Nên thời gian tháng 4 này đã là thời gian không thể muộn hơn rồi. Nên nếu các bạn vẫn chưa đi khám lao phổi thì vui lòng là liên hệ ngay lập tức với các anh chị tư vấn ở IDP để các anh chị tư vấn có thể là hỗ trợ đặt lịch cho các bạn đến khám ở các cái đơn vị cơ sở khám lao phổi ở đây. Thì hiện tại trên toàn quốc đang có tổng cộng là 4 đơn vị chính mà sẽ được khám lao phổi, bao gồm là có IOM, có Raffle Medical, có Family Medical và có Care One. Thì ở Hà Nội hiện tại đang có 3 cơ sở khám là ở IOM ở Phạm Hùng, Raffle Medical ở Xuân Diệu và Family Medical ở 298Y Kim Mã. Hiện tại thì IDP đang có một phần là discount, một phần giảm giá 200 ngàn nếu các bạn có khám lao phổi tại phòng khám Raffle ở Xuân Diệu ạ. Nên nếu các bạn cũng muốn hưởng cái ưu đãi này thì các bạn có thể liên hệ với anh chị tư vấn IDP, thì các anh chị có thể gửi cho các bạn voucher để được giảm 200 ngàn khi khám tại Raffle. Tại Đà Nẵng thì cũng có một địa chỉ khám tại Family Medical 9698 Nguyễn Văn Linh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì IDP thì hiện tại đang có khá nhiều các cơ sở khám. Ví dụ như Care One này sẽ có tại 91 Nguyễn Hữu Cảnh, IOM sẽ có tại số 1B Phạm Ngọc Thạch, Raffle Medical thì tại 285B Điện Biên Phủ. Còn với Family Medical thì có khá nhiều các địa điểm khám tại Sài Gòn, ví dụ có quận 1, quận 2 và quận 7. Thường là thời gian khám khá là lâu, bạn cũng sẽ xác định trước mình sẽ cần là khoảng một buổi sáng hoặc một buổi chiều để mình có thể là tiến hành khám và chờ kết quả. Khi đi khám các bạn sẽ cần phải mang theo hộ chiếu bản gốc này. Lệ phí khám thì thông thường sẽ từ 100 đô cho đến 110 đô, hoặc là mình có thể là chuẩn bị tiền Việt tương đương. Thường một số phòng khám sẽ yêu cầu mình cần phải có một ảnh là 4x6 trên nền trắng. Các bạn cũng lưu ý là mình cũng không cần quá quan ngại về việc là mình sẽ phải khám đúng trường đại học mà mình sẽ đi học đâu, bởi quan trọng nhất của việc khám lao phổi này là chứng minh được các bạn là không có bị lao phổi thôi. Còn nếu trong trường hợp các bạn cũng chưa chốt được địa chỉ mà mình ở bên Anh, mình chưa chốt được trường ở bên Anh cũng không lo đâu, bởi vì các yếu tố liên quan đến trường hoặc là địa chỉ của mình thì mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Còn quan trọng nhất khi mà mình có giấy chứng nhận lao phổi này là mình chứng minh được là mình không có mắc lao phổi để có thể nhập cảnh vào Anh. Sau đó các bạn có thể tiến hành làm thủ tục cấp CAS. Để có thể làm được thủ tục cấp CAS thì các bạn sẽ cần phải có thư mời nhập học không điều kiện. Sau đó mình cũng sẽ cần là phải xác nhận đến thông tin liên quan đến gọi là thông tin cá nhân và lịch sử di trú của mình. Sau đó thì trường sẽ cấp cho mình một bản được gọi là bản CAS nháp. Mình sẽ cần là check lại kỹ thông tin trên phần CAS nháp để xem đã chính xác hay chưa. Có thông tin nào cần điều chỉnh mình sẽ cần phải thực hiện thay đổi trên hệ thống, hoặc mình sẽ cần phải báo lại với trường qua email. Sau khi mình tiến hành xác nhận lại cái CAS nháp này xong thì trường sẽ cấp cho mình CAS chính thức. Nó sẽ có CAS number. Đây chính là cái mã số CAS number, là cái mà khi mà UKVI là cục di trú và nhập cảnh ở Anh ấy, người ta có gõ trên hệ thống nộp visa thì nó sẽ ra cái thông tin của mình. Và có CAS number này thì các bạn mới có thể là nộp visa được ạ. Năm nay thì rất là nhiều trường họ có sử dụng hệ thống là CashShield. Thì với hệ thống CashShield này thì nôm na nó sẽ y hệt như các bạn là nộp hồ sơ visa cho UKVI.
thì đây là cái hỗ trợ thêm của các trường để người ta có thể chắc chắn được các bạn là có cái tỷ lệ visa cao hơn, bởi thật sự là không phải bạn nào cũng nộp hồ sơ qua các đơn vị tư vấn, ví dụ như IDP chẳng hạn. Thì nếu các bạn nộp qua các đơn vị tư vấn thì hầu hết là về phần visa các bạn đã đều được hỗ trợ rồi. Tuy nhiên là những năm trước là các trường người ta ghi nhận được rất nhiều bạn học sinh họ là tự nộp visa không qua các đơn vị tư vấn nào cả. Chính vì vậy là các bạn thì cũng có những cái trở ngại nhất định trong việc là nộp hồ sơ visa và bị thiếu giấy tờ này thiếu giấy tờ kia chẳng hạn, thì đã bị từ chối visa và nó vô hình chung lại ảnh hưởng đến cái gọi là tỷ lệ đậu visa của trường. Chính vì vậy mà người ta đã có cái hệ thống là các shield này để rà soát trước toàn bộ những giấy tờ mà các bạn sẽ nộp cho bên UKVI là cục di trú ở Anh, thì mình cũng sẽ nộp toàn bộ giấy tờ này cho trường để trường người ta xem trước. Và nếu trường người ta thấy là toàn bộ giấy tờ này của mình ổn rồi, nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho bộ hồ sơ xin visa, thì người ta mới cấp CAS cho mình. Đó. Nên là nếu mà các bạn ở trong đây, nếu mà các bạn cũng chưa có anh chị tư vấn nào hỗ trợ chẳng hạn, thì bạn có thể liên hệ với anh chị tư vấn IDP, thì anh chị có thể hỗ trợ cho bạn trong phần là chuẩn bị hồ sơ để xin visa và hồ sơ cấp CAS này. Sau đó mình sẽ cần điền đơn xin visa này, đóng phí visa vào bảo hiểm y tế IHS. Mình sẽ luyện phỏng vấn visa với các anh chị tư vấn tại IDP. Sau đó mình sẽ được sắp xếp hồ sơ theo yêu cầu của lãnh sự, và cuối cùng là mình sẽ tiến hành là đặt lịch hẹn lấy dấu vân tay và nộp hồ sơ ạ. Hiện tại thì đây là một số các cái chi phí mà mình sẽ cần phải chuẩn bị. Với phí visa hiện tại thì sẽ là 490 bảng, sẽ đâu đó khoảng độ tầm 15 triệu. Phí scan hồ sơ sẽ được tính bằng tiền đô Mỹ và sẽ khoảng là 17,32 đô, sẽ khoảng là 300 sẽ khoảng là 450 ngàn. Với tiền xét visa khẩn hiện tại thì sẽ là khoảng 15 triệu 500. Xét visa khẩn này thì sẽ không bắt buộc đâu ạ. Nếu các bạn nộp hồ sơ đủ sớm, mình cũng sẽ không cần nhất thiết là phải sử dụng đến dịch vụ visa khẩn này. Còn nếu trong trường hợp các bạn nộp hồ sơ cũng khá là sát với ngày đi nhập học, thì mình khuyến khích là các bạn sẽ sử dụng dịch vụ xét visa khẩn để đảm bảo là mình sẽ có cái kết quả nó đủ sớm, mình có thể là tiến hành nhập học ở bên Anh. Chi phí tiếp theo các bạn sẽ cần phải chuẩn bị là liên quan đến phần là phí bảo hiểm IHS. Phí này sẽ được tính theo năm, phụ thuộc vào thời hạn xin phụ thuộc vào thời hạn mà mình được cấp visa. Thường là nếu các bạn học các chương trình dự bị đại học hoặc là năm nước quốc tế mà không được gộp thư mời, thì các bạn sẽ chỉ được cấp visa trong 12 tháng đầu tiên thôi. Còn nếu các bạn theo học các chương trình như là đại học này hoặc là các chương trình thạc sĩ, thì thường các bạn sẽ được cấp visa một lèo. Ví dụ như các bạn học đại học thì sẽ được cấp visa một lèo là cả 3 năm luôn. Thì mình sẽ lấy 776 này nhân 3. Còn nếu các bạn học thạc sĩ thì thường là khóa học của các bạn là sẽ là hơn một thường là các bạn khóa học thì sẽ là một năm, nhưng các bạn sẽ được cấp visa là khoảng 14 đến 16 tháng. Thì nếu thời hạn visa của các bạn mà trên 12 tháng như vậy thì mình sẽ phải cộng thêm một nửa chi phí của 776 này. Tức là các bạn học thạc sĩ các bạn sẽ phải xác định trước là mình sẽ cần phải chuẩn bị chi phí liên quan đến bảo hiểm này sẽ là 776 cộng với 338, thì tổng của mình sẽ là 1.164 bảng, thì sẽ đâu đó khoảng độ tầm là 37 triệu. Thì nó sẽ cao hơn so với con số ở đây là 776, bởi vì 776 là sẽ chỉ tính cho thời hạn visa là một năm là 12 tháng thôi. Còn lại thực tế thì visa của bạn thạc sĩ sẽ là từ 14 đến 16 tháng. Như vậy là nó sẽ dài hơn một chút. Rồi, sau đấy mình sẽ tiến hành là nộp đơn xin visa và chờ kết quả. Thời gian xét hiện tại của UKVI thì sẽ là 15 ngày làm việc là theo hình thức xét thường, còn 5 ngày làm việc theo hình thức xét khẩn. Đây là phần là thời gian xét tiêu chuẩn của Anh. Tuy nhiên là về mặt thực tế, IDP có ghi nhận được của năm 2023 là một số hồ sơ thì thời gian xét có thể lên đến là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 3 tháng, hoặc là có những trường hợp kỷ lục là ghi nhận đến 6 tháng. Thì nên đấy là lý do vì sao mà bạn sẽ cần phải hoàn thiện hồ sơ của mình càng sớm càng tốt để mình chuẩn bị đủ thời gian cho phần nộp hồ sơ visa này. Hoặc các bạn sẽ cần phải tính đến một cái gọi là một cái kế hoạch được gọi là plan B, là mình sẽ cần phải lùi cái kế hoạch nhập học của mình sang kỳ tháng 1 2024 tháng 1 2025. Tuy nhiên kỳ tháng 1 2025 là một kỳ học mà sẽ không phải tất cả các trường đại học tại bên Anh hoặc là tất cả các khóa học đều được mở, bởi nó sẽ có những hạn chế nhất định. Bởi kỳ chính của Anh sẽ là kỳ tháng 9, tất cả các trường, tất cả các khóa học sẽ được mở vào kỳ tháng 9. Tuy nhiên kỳ tháng 1 là kỳ tuyển sinh phụ nên là sẽ chỉ có một số trường nhất định hoặc một số khóa học nhất định sẽ mở vào kỳ tháng 1 thôi, nên mình cũng sẽ tránh rủi ro là mình sẽ phải chờ một năm. Bởi IDP có những bạn mà đã phải chờ một năm bởi vì là
khóa học của các bạn rất là đặc thù. Các bạn học ở những trường cũng rất là đặc thù, là các trường ranking cao top đầu trong nhóm Russell. Và với những trường như vậy thì một năm cũng sẽ chỉ có một kỳ tuyển sinh thôi. Nên nếu các bạn nhỡ kỳ tháng 9 này thì nghĩa là các bạn sẽ phải chờ đến 12 tháng tiếp theo thì mình mới có thể nhập học được. Các bạn lưu ý là khi các bạn nhận được visa thì mình cũng sẽ kiểm tra kỹ xem là thời hạn visa của mình sẽ là bao nhiêu. Các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì nhiều bạn khi mà nhận được kết quả visa thì sẽ hay rất sợ là tại sao khóa học của em là một năm mà em chỉ được cấp thời hạn visa là 90 ngày. Lý do là bởi vì visa Anh được cấp theo diện là visa nhập cảnh. Các bạn sẽ chỉ có 90 ngày để các bạn tiến hành việc nhập cảnh vào tại Anh thôi. Sau 90 ngày này thì các bạn sẽ sử dụng thẻ Biometric Resident Permit, là thẻ PRP card, để thay cho việc là visa để mình có thể lưu hành tại Anh. Về sau, nếu thời hạn visa trên hộ chiếu của các bạn 90 ngày này hết hạn thì các bạn sẽ sử dụng thẻ PRP card này để có thể là tiến hành nhập cảnh ra vào Anh như bình thường, không có vấn đề gì cả. Nếu các bạn có đi du lịch châu Âu, các bạn có về Việt Nam thì các bạn có thể sử dụng thẻ PRP này để thay cho visa được dán trên hộ chiếu. Và hiện tại thẻ PRP cứng này còn sẽ được lưu hành đến ngày 31 tháng 12 của 2024. Trong thời gian tới, chính phủ Anh cũng sẽ có những cập nhật liên quan đến việc là chuyển đổi thẻ PRP cứng này sang phần thẻ PRP điện tử. Hiện tại sẽ chưa có những cái cập nhật. Nếu trong thời gian tới chính phủ Anh có những cập nhật mới nhất về việc là chuyển từ loại hình thẻ cứng sang loại hình điện tử thì các bạn tư vấn IDP cũng sẽ gửi đến các thông tin cập nhật này cho mình. Còn hiện tại bạn cũng cứ yên tâm là tạm thời qua đó thì mình sẽ sử dụng thẻ cứng PRP này trước, và thời hạn sẽ đến 31 tháng 12 của 2024. Còn những phần cập nhật sau mình sẽ có thể là tiến hành sau. Một số những cái cập nhật mới nhất về quy trình xét visa của năm 2024 này ạ. Thứ nhất là một số các hình thức để có thể là xác nhận được độ xác thực của hồ sơ. Mình sẽ nộp sổ tiết kiệm đúng không ạ? Khi mà mình nộp bộ hồ sơ xin visa thì nên là UKVI, là gọi là Cục Quản lý Thị thực và Nhập cảnh ở Anh, người ta sẽ có những cái xác thực về mặt hồ sơ của mình như sau. Thứ nhất, họ sẽ liên hệ với ngân hàng mà mình mở sổ tiết kiệm để có thể xác thực về mặt sổ tiết kiệm hoặc là tài khoản của mình qua ba hình thức là điện thoại, email hoặc là công văn. Nên khi mà mình có mở sổ tiết kiệm hoặc mình có lấy xác nhận số dư thì mình cũng cần đặt vấn đề trước với các ngân hàng là trong tình huống là các cơ quan thứ ba, ví dụ như là UKVI ở Việt Nam, họ có liên hệ với ngân hàng qua hình thức là điện thoại, email hoặc công văn, thì mình cũng đề nghị là ngân hàng sẽ hỗ trợ phối hợp để xác thực cái thông tin hoặc là sổ tiết kiệm của mình để đảm bảo làm sao mà cái quá trình hỗ trợ của ngân hàng sẽ nhanh nhất, thì nó cũng sẽ tiết kiệm gọi là sẽ tiết kiệm thời gian trong việc là mình sẽ nhận được kết quả hồ sơ visa của mình. Thứ hai nữa là một số bạn sẽ được yêu cầu là phỏng vấn để xác thực là hồ sơ của bạn có phải là hồ sơ thật hay không. Có hai hình thức chính là các bạn sẽ được hẹn để phỏng vấn qua qua Microsoft Teams, thì sẽ là phỏng vấn trực tuyến, các bạn có thể ngồi tại nhà để có thể là phỏng vấn được. Loại hình thứ hai là các bạn sẽ được hẹn đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ visa là VFS để tiến hành phỏng vấn. Thực tế ở đó thì các bạn cũng sẽ là phỏng vấn online thôi, nhưng mình sẽ được yêu cầu là trình diện tại cơ quan này, chứ còn cũng sẽ không có nhân viên lãnh sự trực tiếp ngồi đó để phỏng vấn các bạn đâu, mà mình cũng sẽ là gọi qua video call thôi ạ. Hình thức thứ ba là họ sẽ yêu cầu là mình sẽ cần phải chứng minh tài chính, thì đây sẽ là phần mà mình sẽ có phần thông tin tư vấn về sau ạ. Nhưng mà nôm na thì sẽ yêu cầu là chứng minh tài chính từ người bảo trợ tài chính, sẽ có thể là chính đương đơn học sinh hoặc là sẽ hỗ trợ từ nguồn là của phụ huynh. Mình sẽ cần là cung cấp các bằng chứng để đóng tiền cho trường này, hoặc là các bằng chứng yêu cầu về công việc và thu nhập một cách minh bạch. Ở đây là mọi cái giấy tờ khi mà đã được yêu cầu thì sẽ cần phải chứng minh một cách minh bạch bằng giấy tờ ạ. Thứ ba, thứ tư ạ, thì sẽ là mình sẽ được yêu cầu chứng minh các cái khoảng thời gian trống từ khi mà các bạn hoàn thành bậc học gần nhất đến nay. Tuy nhiên các bạn cũng đừng lo, nếu các bạn có tốt nghiệp trong năm 2024 thì cái quãng thời gian trống đấy mình hoàn toàn có thể mình hiểu được. Ví dụ các bạn có tốt nghiệp từ tháng 3 hoặc là tháng 6 chẳng hạn thì chỉ đơn thuần là mình chờ đến kỳ tháng 9 thôi. Nhưng nếu các bạn nào mà có thời gian trống đâu đó từ một năm trở lên thì mình sẽ được yêu cầu chứng minh các thời gian trống này xem các bạn đã làm gì. Ví dụ các bạn có đi học ở đâu không hoặc có đi làm ở đâu không. Thì đây là bốn hình thức chính. Một số bạn sẽ được yêu cầu là 1 trên 4 hoặc là 2 trên 4, 3 trên 4, hoặc thậm chí có những bạn là sẽ được yêu cầu cả một combo là 4 trên 4. Nên là các bạn cũng sẽ cần là chuẩn bị rất kỹ càng cho việc là mình sẽ cần được chứng minh bộ hồ sơ của mình là bộ hồ sơ xác thực, bộ hồ sơ có thật. Rồi ạ.
Thì ở đây em cũng muốn nhấn mạnh một chút ạ, khi mà nhắc đến cái yếu tố liên quan đến việc là xác thực sổ tiết kiệm và tài khoản. Ở đây mọi người sẽ cần tránh việc là sử dụng các dịch vụ liên quan đến mở sổ tiết kiệm hoặc là dịch vụ cung cấp sao kê của một số đơn vị tài chính. Bởi hình thức này đang rất là phổ biến khi mà các đơn vị tài chính đó người ta có cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên là họ sẽ không đảm bảo đâu ạ. Dù họ có cam kết như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào đảm bảo được là cái bộ thành sự thành công của bộ hồ sơ visa của mình, bởi cá nhân IDP đã ghi nhận những trường hợp là các bạn có sử dụng các dịch vụ này. Thì khi mà bên ngân hàng bên UKVI có liên hệ với ngân hàng để xác nhận ạ, tức là khi mà các bên dịch vụ tài chính đó người ta có thể cung cấp cho mình là giấy xác nhận số dư sổ tiết kiệm, thậm chí họ có thể cung cấp cho mình là sao kê của tài khoản được, tuy nhiên đấy là giấy tờ giả. Và khi mà các bên như là UKVI là bên cơ quan di trú và thị thực Anh, người ta có liên hệ với các ngân hàng, thì bên ngân hàng chắc chắn người ta sẽ không dám cam đoan đấy là sổ tiết kiệm thật và đấy là sao kê thật. Thì nếu trong tình huống như vậy thì mình sẽ bị từ chối visa và sẽ bị từ chối nhập cảnh lên đến 10 năm. Và UKVI họ cũng khuyến cáo luôn là nếu mà các bạn đã bị từ chối về các lý do là giấy tờ giả thì các bạn sẽ bị auto từ chối trong 10 năm tiếp theo. Tức là bộ hồ sơ của các bạn có chỉnh sửa đẹp đến đâu nhưng các bạn đã từng bị từ chối visa vì lý do hồ sơ giả thì 10 năm tiếp theo các bạn cứ nộp vào là bị từ chối, cứ nộp vào là bị từ chối. Bất kể hồ sơ của các bạn lúc đấy đã được chỉnh sửa, đã được làm đúng theo quy định đến đâu thì cứ nộp vào là sẽ bị từ chối. Nên là các bạn tránh việc là sử dụng dịch vụ của các dịch vụ tài chính đó mà vô tình là làm ảnh hưởng rủi ro cho đến cả 10 năm tiếp theo. Và thậm chí nếu các bạn có nộp visa sang các quốc gia khác mà các bạn cũng có cái lịch sử là bị từ chối như vậy thì đây là một cái bất lợi rất lớn. Cũng có thể là các quốc gia khác các bạn có chuyển hướng sang, người ta có thể cấp tiếp visa cho bạn hoặc cũng có thể là không, bởi vì người ta đã nhìn thấy được lịch sử của mình đã cung cấp các cái giấy tờ giả như vậy thì không có lý do gì để người ta có niềm tin là bạn có thể cung cấp một bộ hồ sơ chính một bộ hồ sơ thật khi nộp vào quốc gia của họ cả. Nên là không có sử dụng sổ dịch vụ hoặc không có sử dụng sao kê tài khoản dịch vụ qua các bên cung cấp các giấy tờ tài chính, mà mình sẽ chỉ lấy các giấy tờ này từ phía của ngân hàng mà thôi. Mình sử dụng sổ tiết kiệm tại ngân hàng nào, mình sử dụng tài khoản ở ngân hàng nào thì sẽ nhờ ngân hàng đó cấp. Rồi ạ. Tiếp theo là các bạn sau khi có kết quả visa xong thì mình sẽ tiến hành là làm thủ tục nhập học trực tuyến, thì bao gồm các bước là tạo tài khoản sinh viên, cập nhật thông tin, upload hình cá nhân, lựa chọn kỳ hạn đóng học phí và đóng học phí theo quy định của trường nếu cần, với một số trường sẽ yêu cầu là mình sẽ phải đóng đâu đó khoảng độ tầm là 50% trước thời điểm mà các bạn nhập học là vào kỳ tháng 9 2024. Sau đó các bạn sẽ cần phải chuẩn bị bay, bao gồm các bước là sẽ đặt vé máy bay này, đặt các dịch vụ liên quan đến đưa đón ở sân bay, và sẽ cần phải chuẩn bị những cái hồ sơ giấy tờ cần thiết hoặc là các vật dụng cần thiết mà mình sẽ cần phải chuẩn bị cho hành trang của mình trong vòng ít nhất là 1 năm hoặc là cho đến 3 hoặc 4 năm sắp tới tại Anh. Thế đây là tóm tắt lại một chút các bước mà các bạn sẽ cần phải chuẩn bị, bao gồm là nộp hồ sơ xin học bổng này, chấp nhận thư mời nhập học, đóng tiền đặt cọc, đặt nhà ở hoặc là ký túc xá của trường, làm thủ tục kiểm tra bổ sung các cái điều kiện của trường đều có, mở sổ tiết kiệm, khám lao phổi, làm thủ tục cấp CAS, điền đơn visa và luận phỏng vấn, nộp hồ sơ xin visa và chờ kết quả, làm thủ tục nhập học trực tuyến và bước cuối cùng là chuẩn bị bay. Đây là phần mà chắc là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng có chờ từ đầu đến giờ, là phần các cái lưu ý liên quan đến việc là làm sao để có bộ hồ sơ visa hoàn hảo nhất có thể. Thì đây ạ. Phần này thì mình cũng sẽ có record, và sau buổi này thì các bạn tư vấn IDP cũng sẽ gửi lại cho mình phần slide nếu mà quý vị phụ huynh và các bạn có thể theo dõi lại. Hoặc sau buổi này thì các bạn tư vấn viên ở IDP thì có thể gửi lại các cái phần checklist visa đầy đủ để mình có thể chuẩn bị trước ạ. Thì thứ nhất, một lưu ý chung ạ, là với hồ sơ ở Anh thì nếu các giấy tờ nào đã có tiếng Anh hoặc đã có song ngữ thì không cần dịch thuật công chứng. Nên ví dụ như là bằng nhiều bạn hay hỏi là bằng IELTS của em có cần công chứng không, thì câu trả lời là không, bởi bằng IELTS của em đã có tiếng Anh rồi thì sẽ không cần. Mình sẽ chỉ dịch thuật công chứng với những loại giấy tờ nào mà chỉ có tiếng Việt thôi thì mình sẽ cần phải làm. Còn lại những cái giấy tờ nào mà đã có tiếng Anh hoặc đã có song ngữ rồi thì mình sẽ không cần dịch thuật hay công chứng gì cả nha. Đầu tiên với hạng mục là các giấy tờ cá nhân thì mình sẽ cần những giấy tờ sau. Thứ nhất là đơn xin visa. Đơn xin visa này thì IDP sẽ hỗ trợ các bạn khai và IDP sẽ cung cấp in ra cho các bạn để có thể đính kèm vào bộ hồ sơ xin visa của mình.
xác nhận lịch hẹn với cơ quan tiếp nhận hồ sơ visa VFS. Cái này thì IDP cũng sẽ in cái xác nhận lịch hẹn này ra cho mình. Danh mục hồ sơ phần này mình cũng đã làm trong đơn xin visa online của mình rồi, nên là IDP cũng sẽ in ra và cung cấp cho mình ạ. Barcode, cái này IDP cũng đã có để có thể phân loại các giấy tờ hồ sơ, thì IDP cũng sẽ cung cấp cho mình, nên các bạn sẽ không cần phải chuẩn bị các hạng mục từ 1 đến 4. Hạng mục thứ 5 là chứng nhận lao phổi, chính là việc mà mình đã đi khám lao phổi từ bước trước đó. Thì sau khi khám lao phổi xong, các bạn sẽ được cấp chứng nhận lao phổi này, thì mình vui lòng giữ kỹ. Một số trường hợp các bạn cũng đã phải đi khám lao phổi lại vì các bạn làm mất, nên là bạn lưu ý là một lần khám mình cũng sẽ đâu đó khoảng độ tầm 2,5 triệu, nên mình sẽ giữ những cái giấy tờ này rất cẩn thận để mình có thể chuẩn bị cho bộ hồ sơ xin visa. Tiếp theo đó là hộ chiếu, các bạn lưu ý là mình sẽ cần phải ký tên của mình tại phần là chữ ký của người mang hộ chiếu. Hộ chiếu cũ của mình thì nó sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng với hộ chiếu mới thì rất nhiều bạn hay ký nhầm. Hộ chiếu mới các bạn hay ký nhầm vào phần là chữ ký của bên cơ quan cấp mà hộ chiếu, các bạn cần để ý kỹ nhé. Cái phần là chữ ký của mình sẽ nằm ở dưới dòng chữ là chữ ký của người mang hộ chiếu. Tiếp theo là nếu các bạn đã có các cuốn hộ chiếu cũ thì mình cũng sẽ cần phải chuẩn bị, đặc biệt với các bạn có những phần lịch sử di trú rất tốt. Nếu các bạn đã từng đi du lịch ở Úc, ở châu Âu, ở Mỹ, hoặc là các bạn có thể có những lịch sử di trú đi du lịch ở các nước cần phải xin visa, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản, ở Đài Loan chẳng hạn, thì đấy cũng là thể hiện là được là các bạn có cái lịch sử di trú rất tốt. Mình được cấp visa du lịch, mình sang đó du lịch và mình tuân thủ đúng quy định về mặt visa, ở lại đúng thời gian đó và mình quay về, thì đấy là một cái tín hiệu để cho bên UKVI thấy được rằng mình có lịch sử di trú tốt, mình chấp hành các cái quy định về mặt visa, mình không ở lại muộn hơn so với thời gian mà mình được cấp visa, hoặc mình không bỏ trốn ở lại. Thì đấy chính là những cái điểm lợi trong bộ hồ sơ visa của mình. Nên nếu hộ chiếu hiện tại của các bạn hoặc là hộ chiếu cũ có những thông tin này thì mình sẽ scan toàn bộ các trang hộ chiếu, và các bạn cũng đừng lo là khi mà mình mang đi thì bên VFS là bên cơ quan xét duyệt hồ sơ visa, người ta cũng sẽ scan hết toàn bộ các cái giấy tờ này của mình thôi. Tiếp theo nữa sẽ là phần liên quan đến đăng ký kết hôn hoặc là quyết định ly hôn. Cái này sẽ áp dụng tùy từng hồ sơ thôi, vì phải có những anh chị cũng có lập gia đình rồi và đến thời điểm đó mới quyết định đi du học thạc sĩ chẳng hạn, thì mình cũng sẽ cần có đăng ký kết hôn để mình có thể là ở chứng minh được mình có những cái ràng buộc tại Việt Nam, mình có những cái ràng buộc liên quan đến gia đình. Và bởi vì tôi có gia đình tại Việt Nam, tôi học xong tôi sẽ quay về chứ tôi không có ý định gì tôi ở lại cả đó. Hoặc là quyết định ly hôn thì tùy từng hồ sơ mình sẽ nộp các cái giấy tờ tương ứng. Thì đó là hạng mục đầu tiên liên quan đến các giấy tờ cá nhân ạ. Thứ hai là các giấy tờ liên quan đến học tập của mình ạ, thì sẽ bao gồm những giấy tờ sau ạ. Thứ nhất là sẽ cần có bằng tốt nghiệp hoặc là giấy chứng nhận tốt nghiệp. Nếu các bạn nào đã tốt nghiệp đại học rồi thì mình sẽ có bằng tốt nghiệp. Còn nếu các bạn nào mà đang chuẩn bị tốt nghiệp thì mình sẽ cần lấy cái giấy chứng nhận tốt nghiệp này. Và các bạn lưu ý là mình sẽ cần phải đối chiếu với CAS là thư xác nhận nhập học chính thức của trường, hoặc là mình sẽ phải kiểm tra với trường xem trường người ta có chấp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời này không. Nếu các bạn đang làm việc với bạn tư vấn ở IDP thì các bạn cũng sẽ cần nhờ các bạn tư vấn là kiểm tra với trường. Thứ hai nữa là mình sẽ cần phải nộp học bạ hoặc bảng điểm. Tương tự mình cũng sẽ cần phải kiểm tra đối chiếu với trường xem là bởi vì cái này nó sẽ liên quan đến nhiều các bạn học các chương trình về đại học nhiều hơn. Còn lại với các bạn học thạc sĩ thì nếu nếu mà các bạn đã được cấp bảng điểm đại học rồi thì gần như là các bạn sẽ được sử dụng cái bảng điểm đó thôi. Còn với các bạn học ở chương trình đại học, ví dụ các bạn hết lớp 12 các bạn muốn là nộp vào các trường đại học tại Anh chẳng hạn, thì thường thời điểm các bạn nộp visa thì sẽ chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đâu, mà mình sẽ cần sử dụng học bạ hoặc là sử dụng bảng điểm để thay thế. Nên cái này mình cũng sẽ cần phải xác nhận lại với trường hoặc là đối chiếu là với CAS. Còn chắc chắn các bạn cứ nói chuyện với anh chị tư vấn IDP là anh chị tư vấn sẽ làm cái thao tác này cho mình. Thứ ba mình sẽ cần phải có là CAS là thư xác nhận nhập học chính thức của trường. Cái này sẽ do trường cấp. Đây chính là cái thư mà sau khi các bạn đã thỏa mãn hết các điều kiện của trường này và mình đóng đặt cọc cho trường xong thì trường sẽ cấp cho mình thư này. Và các bạn cũng lưu ý nhé, là thư này các trường người ta sẽ chỉ có quota, người ta sẽ chỉ có số lượng giới hạn nhất định thôi. Một năm các trường người ta sẽ phải xác định trước với UKVI là cục quản lý thị thực của sinh viên là năm nay tôi sẽ dự kiến là tôi cấp bao nhiêu cái thư CAS này. Và khi mà họ đã gọi là cấp tức là đạt cái mức gọi là maximum, mức tối đa là cái số lượng CAS năm đó người ta có thể được cấp ra rồi, thì người ta cũng sẽ không được nhả ra bất kỳ thư CAS nào cả. Nên đó là lý do vì sao mà các anh chị tư vấn IDP luôn luôn ra giả với các bạn là các bạn ơi thi IELTS sớm lên, các bạn ơi các bạn sẽ cần phải đóng đặt cọc sớm lên thì các bạn mới có thể có CAS. Bởi vì rất nhiều các trường hợp là các bạn có được học bổng thậm chí 50%,
Nhưng rất tiếc là bạn không có cash, bởi vì một lý do đơn giản là bạn cứ chờ các học bổng của các trường khác. Và đến lúc là các bạn được cấp cash, đến cái thời điểm mà các bạn được cấp học bổng, các bạn mới quyết định là các bạn học ở trường đó. Thì thời điểm đó trường người ta từ chối là xin lỗi là tôi đã hết cash của tao của năm nay rồi, và mời bạn là lùi sang kỳ nhập học tiếp theo. Và một cái đáng buồn là học bổng lại không được carry, tức là học bổng sẽ không được cấp sang kỳ nhập học tiếp theo mà bạn phải nộp lại từ đầu. Và có những trường hợp là nộp lại nhưng lại không được học bổng 50% nữa. Và lúc đấy bạn ấy cũng đành phải chấp nhận là đi với mức học bổng là 20, mình nhớ đâu đó khoảng tầm 20 hoặc 30% gì đó. Thì đấy sẽ là cái rất là đáng tiếc. Nên đấy là lý do vì sao các bạn cũng đừng có bị khó chịu được. Các anh chị tư vấn IDP có ra giả với các bạn là em ơi, thời điểm này mình sẽ cần phải xác định học ở trường nào rồi đấy. Hoặc là thời điểm này các bạn sẽ cần phải thi IELTS rồi, em đừng nên thi IELTS muộn hơn là vì vậy. Tiếp theo là liên quan đến thư học bổng. Nếu trong trường hợp là CAS của các bạn, tức là thư xác nhận nhập học chính thức này mà nó chưa cập nhật phần học bổng mà mình nhận được, thì mình cần phải đính kèm theo mình cần phải đính kèm thêm thư học bổng. Còn nếu trên CAS đã xác nhận là người ta đã trừ đi phần học bổng của mình rồi, học phí còn lại nó sẽ chỉ là phần học phí đã trừ học bổng, thì các bạn sẽ không cần phải thư xin xác nhận học bổng này đâu. Và cái cuối cùng là bằng IELTS hoặc là bằng IELTS for UKVI. Thì các bạn nếu học các chương trình vào thẳng của đại học hoặc vào thẳng của thạc sĩ thì các bạn nộp bằng IELTS bình thường là được. Tuy nhiên với những bạn nào mà học các chương trình là dưới bậc đại học hoặc là các chương trình dự bị tiếng Anh, ví dụ như các chương trình dự bị đại học này hoặc các chương trình năm nhất quốc tế hoặc các chương trình dự bị tiếng Anh, thì thường các trường người ta sẽ hay yêu cầu là IELTS for UKVI, và mỗi trường sẽ có những quy định khác nhau. Nên nếu các bạn đang dự kiến học các chương trình như vậy thì các bạn có thể kiểm tra lại với anh chị tư vấn IDP xem chương trình học của em có bắt buộc em phải có IELTS for UKVI hay không, hay là em thi IELTS Academic thông thường là được. Thì các bạn nhớ kiểm tra lại thông tin này nhé. Rồi, thứ ba là các cái giấy tờ liên quan đến chứng minh tài chính. Thì tại thời điểm nộp hồ sơ thì mình sẽ chỉ cần nộp các giấy tờ sau thôi ạ. Đây là các giấy tờ rất cơ bản, còn mình chưa cần thiết phải nộp các giấy tờ liên quan đến tài sản này hoặc là thu nhập, hoặc là các cái phần liên quan đến mức lương của mình đâu, mà mình sẽ chỉ cần nộp những giấy tờ cơ bản này thôi. Còn trong quá trình xét thì người ta có thể có những yêu cầu thêm thì lúc đó mình sẽ nộp. Thời điểm mà mình nộp hồ sơ visa thì mình sẽ cần thứ nhất là biên lai đóng học phí cho trường. Nếu CAS của các bạn không cập nhật học phí đã đóng, bởi một số bạn thì sau khi mà các bạn được cấp CAS rồi các bạn lại muốn đóng thêm một phần học phí nữa. Và nếu trường lúc đó họ chưa cập nhật được ngay phần học phí mà mình đã đóng thì mình có thể sử dụng biên lai đóng học phí cho trường để chứng minh được là tôi đã đóng thêm một phần học phí này. Đấy là lý do vì sao mà sổ tiết kiệm của tôi chỉ mở ngừng này thôi, bởi vì tôi đã đóng rồi thì tôi đâu có cần chứng minh cho học phí mà tôi đã đóng đâu. Thế nên là nếu trong trường hợp là CAS của các bạn không cập nhật học phí đã đóng thì nhớ đính kèm biên lai đóng học phí cho trường. Tiếp theo là mình sẽ cần phải mở sổ tiết kiệm trước 28 ngày so với ngày mà mình nộp hồ sơ visa, và sổ tiết kiệm chỉ được đứng tên bố hoặc mẹ của học sinh. Và một lần nữa, IDP sẽ được nhấn mạnh là thời gian tháng 4 này là thời gian lý tưởng để bạn có thể mở sổ tiết kiệm rồi ạ. Thứ ba là xác nhận số dư sổ tiết kiệm. Đây là xác nhận sẽ do ngân hàng người ta cấp cho mình. Các bạn chỉ cần ra ngân hàng và các bạn nói là tôi cần một cái giấy xác nhận số dư thì bên ngân hàng họ sẽ cấp. Và lưu ý là mình sẽ cần phải xin ngày xin gần ngày mà mình nộp hồ sơ visa. Mình không cần xin quá sớm, bởi lý do vì sao ạ? Bởi vì cái sổ này của các bạn sẽ có những cái mức độ thay đổi nhất định. Các bạn hoàn toàn có quyền là các bạn được rút ra mà. Nên nếu các bạn xin quá lâu thì lãnh sự người ta có thể có những cái concern, có những cái quan ngại trong việc là liệu được không biết cái sổ này là đã bị rút ra chưa. Thế nên các bạn xin gần ngày nộp visa được thì càng tốt. Tiếp theo là mình sẽ cần phải có thư ủy quyền tài chính của bố mẹ. Nếu các bạn có sổ tiết kiệm là đứng tên của bố mẹ thì sẽ cần có cái thư này. Thì đây là thư có mẫu rồi, IDP sẽ gửi cho các bạn. Các bạn chỉ cần thay thông tin của mình và bố mẹ vào là được. Thứ năm là với các bạn dưới 18 tuổi đi du học thì mình sẽ cần có thư đồng ý cho con đi du học của phụ huynh. Và thư này thì sẽ cần được là cả bố và cả mẹ ký tay. Nếu trong trường hợp là bạn đó dưới 18 tuổi và phụ huynh thậm chí là có ly hôn đi chăng nữa, nhưng mà về mặt là dân sự thì cả bố cả mẹ thì đều vẫn đang là phụ trách, vẫn đang chịu trách nhiệm với bạn học sinh đấy, thì vẫn sẽ cần cả bố và cả mẹ ký tay trên cái thư đồng ý này. Còn nếu trong trường hợp là bố hoặc là mẹ đã mất rồi thì bạn chỉ cần bố hoặc là mẹ thôi ký trên thư đó, mà mình có thể nộp thêm cái giấy chứng tử của bố mẹ để có thể chứng minh được là lý do vì sao mà chỉ có một phụ huynh ký tên trên cái thư này. Và thứ sáu là giấy tờ liên quan đến giấy khai sinh, nếu bố hoặc mẹ của học sinh là đứng tên sổ tiết kiệm.
thì mình sẽ cần thêm nộp giấy khai sinh để chứng minh mối quan hệ giữa người đứng tên trên sổ tiết kiệm và với đương đơn đi nộp hồ sơ visa. Mục thứ ba có thể là rất nhiều các bậc phụ huynh sẽ quan tâm đến phần này ạ. Đây là phần hướng dẫn liên quan đến việc là chuẩn bị giấy tờ về mặt tài chính. Thì ở đây IDP có những cái hạng mục cơ bản thôi. Còn lại thì chi tiết thì sẽ rất là phụ thuộc vào hồ sơ của từng gia đình, thì sẽ có những cái giấy tờ tài chính sẽ khác nhau. Còn lại về mặt cơ bản nhất thì sẽ cần những cái giấy tờ sau ạ. Thứ nhất là mình sẽ cần phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là mình chứng minh là mình có tài sản tại Việt Nam. Thứ hai là đăng ký xe ô tô thì cũng sẽ chứng minh được cái tiềm lực về mặt tài chính của mình. Thứ ba là liên quan đến quyết định bổ nhiệm, quyết định nghỉ hưu hoặc là sổ hưu với các trường hợp là phụ huynh hoặc là học sinh đang làm trong các cơ quan nhà nước thì mình sẽ cần có những giấy tờ này. Thì đây là những cái giấy tờ mà gần như là nó không thể nào mà nó làm giả được, bởi vì đây là do các cơ quan nhà nước tại Việt Nam mà người ta cấp cho mình. Tiếp theo là nếu trong trường hợp mà mình có làm tư nhân, ví dụ mình có làm trong các cơ quan tổ chức bên ngoài, ví dụ như em chẳng hạn em đang làm cho IDP đi, thì em được cấp là hợp đồng lao động, hoặc là em có thể em nộp sổ bảo hiểm của em, hoặc là thường là khi mà các bạn làm trong các công ty nước ngoài hoặc các công ty tư nhân bên ngoài thì các bạn cũng sẽ được là nhận lương qua sao kê, thì mình có thể nộp hợp đồng lao động và sao kê của mình. Còn nếu trong trường hợp quý vị phụ huynh nào đó hoặc là các bạn học sinh đang nhận bằng tiền mặt thì các bạn có thể đặt vấn đề với cả doanh nghiệp của mình xem là liệu là có chuyển được hình thức nhận lương của mình qua tài khoản hay không, bởi hình thức qua tài khoản là hình thức chắc chắn là sẽ đảm bảo được là có một bên thứ ba là ngân hàng, người ta xác nhận được là rõ ràng bạn này ngày này nhận được mức lương như thế này chẳng hạn vào tài khoản của bạn ý, thì nó sẽ rất là rõ ràng minh bạch về mặt tài chính. Còn nếu các bạn nhận qua tiền mặt thì rất là khó, bởi vì nếu các bạn có nộp các giấy tờ liên quan đến xác nhận thu nhập của công ty đi thì nó cũng chỉ là giữa hai bên là bên công ty và bên đương đơn là bên mình thôi, là chỉ có hai bên là xác nhận về mặt là giấy tờ, là đây tôi xác nhận là tôi một tháng tôi trả lương 10 triệu cho bạn đi chẳng hạn, thì nó cũng sẽ chỉ mang tính chất là giữa hai bên với nhau thôi, chứ không có một bên thứ ba là bên trung gian này có thể đứng ra chứng minh được là thực sự bạn này nhận được cái món tiền này, bởi vì nó là nhận qua tiền mặt mà, nên nó rất là khó. Nên là mình có thể cung cấp vào, tuy nhiên là mức độ xác thực để mà nói là lãnh sự quán người ta có thực sự là tin hay không ấy, thì cái độ tín nhiệm ấy của việc là lấy sao kê qua tài khoản chắc chắn sẽ cao hơn so với việc là lấy xác nhận thu nhập do công ty hoặc do tổ chức, do cơ quan của mình cấp. Tiếp theo là nếu trong trường hợp mà các gia đình có kinh doanh cá thể hoặc là kinh doanh doanh nghiệp thì mình sẽ cần phải nộp đăng ký kinh doanh và các biên lai liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân, hoặc là thuế liên quan đến hộ kinh doanh cá thể đó. Thì thường một cái là cái này là cái mà rất là tricky với các cái gia đình tại Việt Nam. Lý do vì sao? Bởi vì rất nhiều gia đình tại Việt Nam là sẽ kinh doanh. Tuy nhiên là một là sẽ không có đăng ký kinh doanh. Tức là họ sẽ có những cái giao dịch sao kê chuyển tiền rất lớn trong tài khoản nhưng mà lại không có kinh doanh. Tức là không không có đăng ký kinh doanh thì cũng không chứng minh được liệu là gia đình nhà này thực sự là có mô hình kinh doanh đó hay không. Hoặc là nếu mà mình có đăng ký kinh doanh thì một cái tình trạng mà rất nhiều các gia đình hoặc là các phụ huynh hay gặp phải là thường là mình sẽ hay khai cái mức thuế nó hơi thấp hơn so với mức thực tế để mình có thể là không 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 cần phải là đóng quá nhiều. Tuy nhiên đấy là lại là một cái bất lợi cho mình khi mà mình nộp hồ sơ để chứng minh tài chính, bởi nếu mà mình có đăng ký kinh doanh đi chăng nữa nhưng nếu các cái mặt liên quan đến báo cáo thuế hoặc là các cái liên quan đến biên lai đóng thuế như vậy mà nó quá thấp thì cũng chứng, tức là nếu mà người ta nhìn người ta cũng sẽ thấy là công ty này thực sự là làm việc không hiệu quả, không có gọi là cái doanh thu nhiều. Nếu mà không có doanh thu nhiều như thế thì làm sao mà phụ huynh này có thể là có cái tiềm lực tài chính cho con đi du học được. Thì nên là nếu mà anh chị cũng đang nếu hôm nay có anh chị nào mà đang tìm hiểu cho con đi vào năm 2025 đi chẳng hạn, thì mình có thể cân nhắc đến việc là mình sẽ chuyển đổi lại một chút cái cách mà mình sẽ khai thuế. Còn nếu mà đang trong giai đoạn là bất khả kháng thực tại thì hiện tại rồi thì mình đành phải nộp các cái báo cáo liên quan đến tài chính nội bộ để chứng minh được là mình có cái mức độ mình có cái mức thu nhập như vậy của một năm, mình có cái mức là tiền vào tiền ra là như thế, và mình cũng phải nộp những cái giấy tờ liên quan đến sao kê của ngân hàng. Còn tức là mình sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình là mình cung cấp được đến đâu thì mình sẽ cung cấp, còn lại cái quyền tin hay không ấy, hoặc mức độ tín nhiệm với những cái giấy tờ như vậy thì sẽ là do lãnh sự người ta sẽ xét, nên là IDP cũng sẽ
chỉ có thể là đưa ra giải pháp là cho gia đình là gia đình nên bổ sung các cái giấy tờ như này thôi, còn IDP sẽ không có thể cam kết được là cái giấy tờ như vậy thì sẽ được lãnh sự người ta tin tưởng 100% được, bởi vì đấy cũng sẽ chỉ là cái báo cáo nội bộ của mình thôi mà, thì lãnh sự người ta có thể là cân nhắc hoặc là không, còn mình sẽ cố gắng là làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi. Còn nếu trong trong trường hợp là các anh chị có những cái nguồn thu liên quan đến việc là cho thuê nhà, thì các anh chị cũng lưu ý là mình sẽ cần phải có các hợp đồng thuê nhà. Nhưng các hợp đồng thuê nhà này để mà nói là đảm bảo nhất là về mặt pháp lý và chứng minh được một cách minh bạch thì mình sẽ cần phải có các hợp đồng thuê nhà được gọi là được công chứng, chứ không phải là hợp đồng thuê nhà viết theo dạng là viết tay, bởi vì viết tay thì nó sẽ rất là dễ dàng rồi. Tôi muốn để là cho thuê căn nhà này 15 triệu một tháng hoặc là 35 triệu một tháng thì đấy hoàn toàn của mình tự viết được, thì nó không có bất kỳ các cái gọi là xác nhận nào từ các bên thứ ba khác cả. Nên nếu để muốn các cái giấy tờ minh bạch nhất thì sẽ cần phải qua các bên thứ ba, ví dụ như qua các bên liên quan đến gọi là về mặt công chứng chẳng hạn, thì sẽ có những người người ta sẽ đứng ra để người ta xác nhận là ừ đúng là hôm nay ngày bao nhiêu, tại cơ quan công chứng của tôi là có hai ông bà này, ông này là người cho thuê, bà kia là người đi thuê và đã ký xác nhận là với cái mức thuê là như vậy. Thì đấy cũng là một cái để nếu mà các anh chị phụ huynh cũng đang có các phần thu nhập liên quan đến thuê nhà mà mình còn thời gian thì mình sẽ nên là làm lại các hợp đồng thuê nhà này. Còn nếu mà mình ở trong tình huống là mình đã rất sát với việc là mình nộp visa rồi thì một lần nữa IDP khuyến cáo là mình có gì thì mình sẽ nộp đấy. Và IDP không cam kết được là chắc chắn là lãnh sự người ta sẽ tin, bởi vì đấy cũng chỉ là các giấy tờ về mặt viết tay thôi. Sẽ chỉ là xác nhận từ hai bên với nhau chứ không hề có bất kỳ các phần gọi là xác nhận từ một bên trung gian thứ ba nào cả. Và các phần liên quan đến thuê nhà này thì mình cũng lưu ý là sẽ nhận cái phần tiền thuê nhà này qua tài khoản là cái mức độ xác nhận tốt nhất, và các cái giao dịch cũng sẽ nên ghi là ví dụ như trả tiền thuê nhà tháng 3 hoặc là trả tiền thuê nhà quý 1 nếu mà các bạn nếu mà các anh chị có nhận là theo quý, hoặc là trả tiền theo nhà nửa năm đầu chẳng hạn, thì đấy là những cái phần mà mình sẽ nên làm. Còn nếu mà mình đã có hợp đồng viết tay rồi mà mình lại nhận tiền mặt nữa thì gần như rất khó để có thể chứng minh được là tôi thực sự có cái nguồn thu nhập đến từ nguồn đó. Tiếp theo, nếu anh chị có các phần đầu tư liên quan đến cổ tức này, cổ phần hoặc là các khoản đầu tư tài chính thì mình cũng sẽ có những cái xác nhận này từ phía các công ty mà mình có đầu tư, thì cũng có thể được sử dụng cho phần là chứng minh cái nguồn gốc tài chính thu nhập của mình trong một năm này có thể tích lũy được cho con đi du học. Và với các trường hợp khác thì sẽ có những giấy tờ tài chính khác, thì với từng case của từng gia đình thì IDP cũng sẽ có những cái tư vấn nhất định. Ví dụ như nhiều gia đình chẳng hạn thì sẽ có phụ huynh là làm về giảng dạy chẳng hạn, thì cũng có nhiều phụ huynh thì họ cũng sẽ có những phần là dạy thêm ở bên ngoài, thì tùy vào từng hồ sơ của từng gia đình thì IDP sẽ tư vấn xem là mình sẽ nên làm gì. Ví dụ như những trường hợp IDP cũng đã phải tư vấn là ví dụ thì mình sẽ cần phải có những cái bức hình là chụp hình chung với các học sinh này, rồi tức là nó sẽ phải nhiều hình khác nhau tại từng thời điểm khác nhau. Rồi các cái phần liên quan đến học phí cũng sẽ phải qua chuyển khoản chứ không thể nào mà tiền mặt được, tại vì nếu mình đã cũng đã không đăng ký theo diện là các cơ sở giáo dục, mình không đăng ký theo diện là lớp học mà mình lại nhận bằng tiền mặt thì không thể nào có bằng chứng nào để chứng minh được là mình có thu nhập từ nguồn đó. Nên là một lần nữa các phần thu nhập của mình qua tài khoản ngân hàng thì sẽ dễ được chứng minh hơn với việc là mình nhận bằng tiền mặt ạ. Thì đây là một số các thông tin sơ bộ về việc các giấy tờ mà mình sẽ cần phải chuẩn bị khi mà mình muốn chứng minh. Còn lại với từng hồ sơ thì IDP cũng sẽ có những cái gợi ý khác nhau để làm sao mình có thể làm tốt nhất trong khả năng của mình. Còn nếu giấy tờ của anh chị đã rất minh bạch rồi, không thể nào mà vặn vẹo được ở đâu ấy, thì mình nộp vào là mình có thể tự tin được là khả năng là mình sẽ được họ gọi là tín nhận với cái giấy tờ mà mình nộp. Còn nếu trong trường hợp mà giấy tờ mình đang có vấn đề thì thực sự là mình chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi. Còn vấn đề tín nhiệm đến đâu thì đấy là vấn đề của nhân viên lãnh sự, và mình cũng sẽ cố gắng là giải trình. Thì thường với những trường hợp như vậy thì từ phía IDP sẽ có những cái giải trình tài chính để làm sao mà mình làm tốt nhất, giải thích rõ nhất với cái tình trạng thu nhập, tình trạng tài chính của mình với cơ quan lãnh sự. Còn quyết định cuối cùng thì vẫn là từ cơ quan lãnh sự, người ta sẽ nhìn nhận cái giấy tờ đó ra sao. Còn với những trường hợp như vậy thì thực sự là IDP không có thể cam kết được là sẽ thành công visa với những trường hợp như vậy được. Nên là mình càng rõ ràng minh bạch về tài chính bao nhiêu thì cái tỷ lệ mà mình đậu visa nếu mình được yêu cầu bổ sung giấy tờ về tài chính thì càng tốt bấy nhiêu. Và tóm lại là cái phần liên quan đến chuẩn bị giấy tờ tài chính này
thì mình sẽ làm bổ sung sau ạ. Mình sẽ không nộp ngay tại thời điểm nộp hồ sơ mà mình sẽ bổ sung sau theo quy định của UKVI, theo yêu cầu của họ. Thường là nếu các bạn nào cái tỷ lệ mà được yêu cầu ấy thì nó cũng sẽ như những năm trước thì sẽ là gần như là rất thấp, sẽ đâu đó khoảng độ tầm 10% thôi. Nhưng với năm 2023 thì tỷ lệ nó khoảng độ tầm là 50-50. Tức là sau khi các bạn nộp hồ sơ thì các bạn cũng sẽ có thể nhận yêu cầu là bổ sung giấy tờ này hoặc không. Bởi vì là tùy từng hồ sơ người ta thấy là người ta cần xác minh thêm về tài chính của gia đình này thì người ta sẽ yêu cầu mình phải bổ sung. Còn lại có một số bạn là sẽ không bị yêu cầu gì cả, không bị phỏng vấn, không bị yêu cầu bổ sung giấy tờ này và ra kết quả visa luôn, thì đấy là một cái may mắn. Còn nếu mà không thì mình cũng sẽ cần phải xác định trước là mình sẽ cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ như thế này để nếu trong trường hợp mình được yêu cầu thì mình đã có sẵn cái giấy tờ này rồi ạ. Rồi ạ. Thì để đó là sơ bộ của ba phần chính hôm nay. Còn IDP ở đây sẽ có nhắc lại một chút các văn phòng thôi. Nếu anh chị và các bạn đang ở gần những văn phòng này thì có thể liên hệ với các văn phòng ở IDP để được hỗ trợ. Thì chắc là mình sẽ dành một phần cuối của chương trình này ạ. Sẽ khoảng độ tầm là 30 đến 45 phút nữa mình có thể là có những cái phần câu hỏi, nếu mà anh chị vẫn còn đang thắc mắc ở phần nào ạ thì mình có thể nhắn tin hoặc mình có thể là mở mic để mình có thể trao đổi thêm ạ. Không biết là các bạn học sinh hoặc là anh chị phụ huynh các bạn hoặc anh chị có câu hỏi nào không ạ? Em đang nhìn qua phần chat thì cũng chưa thể có câu hỏi nào. Còn lại các anh chị cũng yên tâm là sau buổi này thì các bạn tư vấn IDP sẽ gửi lại cho mình phần các checklist đầy đủ y như là em có trình bày ngày hôm nay thôi. IDP sẽ không có giấu giếm các cái giấy tờ gì cả đâu, tại vì những cái này thật ra là nếu mình có lên trang của lãnh sự ấy, thì mình cũng sẽ có cũng các thông tin cũng tương tự rồi. Còn lại thì cái này là từ phía là gọi là từ phía góc nhìn của chuyên gia, bởi vì IDP thì cũng hỗ trợ được rất là lâu các bạn sinh viên đi Anh rồi, và một lần nữa là cái số lượng nó cũng lớn nên là về mặt là hồ sơ thì sẽ nắm được phần lớn các trường hợp các gia đình thì sẽ nằm vào cái khoảng nào để có thể có những cái tư vấn cho nó phù hợp. Còn nhìn chung là các giấy tờ sẽ là như này ạ. Như đây là phần mà chắc là mọi người sẽ quan tâm nhiều nhất liên quan đến các giấy tờ khi nộp visa thôi. Đặc biệt là các giấy tờ về mặt tài chính. Nếu các bạn và các anh chị không có thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa thì chắc là IDP sẽ xin phép được kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Còn sau buổi này thì IDP cũng sẽ có cái đường link YouTube để có thể gửi đến các anh chị và các bạn ạ. Nên nếu mà mình đang còn thời gian mà mình cũng đang có thắc mắc thì mình có thể là gửi câu hỏi ạ. Còn nếu không thì sau đấy thì các bạn tư vấn và các bạn chuyên viên visa ở IDP sẽ làm việc với từng hồ sơ từng gia đình để có thể cung cấp cho mình các thông tin chi tiết nhất về tình hình tài chính và các giấy tờ phù hợp với hoàn cảnh tài chính của nhà mình ạ. Chắc là nếu không bạn nào có thêm thắc mắc nữa thì IDP sẽ xin phép và kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Và một cái IDP cũng sẽ muốn gửi trước đến các bạn là vừa rồi mình cũng sẽ nói đến một phần là liên quan đến phần là phỏng vấn đúng không ạ? Đây ạ, có một phần liên quan đến phỏng vấn. Thì đây là một phần mà là trở ngại của rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn có phần tiếng Anh nó cũng chưa được hoàn thiện. Thì IDP sẽ có một buổi hội thảo, cũng không hẳn hội thảo đó, nó sẽ là một buổi masterclass trong tháng 5 để hỗ trợ cho bạn trong phần là luyện phỏng vấn này. Thì các bạn lưu ý là phỏng vấn này thì nó là cái mà xác suất rất ngẫu nhiên và phần lớn các bạn sẽ được yêu cầu phỏng vấn, nên các bạn sẽ cần chuẩn bị trước cho phần phỏng vấn này. Thì tháng 5 IDP sẽ có một buổi tương tự như ngày hôm nay, sẽ theo diện là masterclass, sẽ có các phần liên quan hướng dẫn trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Thì các câu hỏi phỏng vấn nó khá là nhiều, có thể lên đến là hơn 40 thậm chí 50 câu. Thế nên là IDP sẽ có một cái phần masterclass như vậy. Thì IDP sẽ gửi cho bạn cái danh sách câu hỏi để chuẩn bị trước. Còn buổi hôm đó thì nếu mà được thì IDP cũng muốn có sự tương tác của các bạn, mà bằng việc các bạn sẽ có thể cung cấp các câu trả lời. Từ đó mình có thể phân tích xem là cái câu trả lời đó của mình thì liệu là nó có đủ cái mức độ thuyết phục với những lãnh sự hay không. Thì phần masterclass này của IDP chắc là sẽ diễn ra vào khá là nhiều buổi trong tháng 5, bởi vì một buổi khoảng 2 tiếng này chưa chắc đã có thể giải quyết được hết tất cả các câu hỏi đó đâu. Thì hy vọng là các bạn có thể là dành thời gian trong tháng 5 tới để mình có thể tham gia vào các buổi này. Bởi vì các buổi này thì sẽ
là các buổi chuẩn bị khá quan trọng để bạn có thể chuẩn bị cho việc là sẽ kể cả về phần là nội dung câu hỏi trả lời lẫn là tâm lý để mình có thể nhỡ đâu được yêu cầu về phần phỏng vấn này thì các bạn đã có những cái chuẩn bị nhất định rồi. Và hy vọng các bạn có thể dành thời gian tham gia các buổi C gọi là Masterclass Series của IDP trong tháng 5. Chắc là nếu các bạn không có thêm câu hỏi nào thì IDP sẽ kết thúc buổi chia sẻ hôm nay tại đây nha. Và một lần nữa được hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong Masterclass Series vào tháng 5 ạ. Cũng chắc là cũng sẽ cảm ơn các quý vị phụ huynh đã dành thời gian ạ, và IDP sẽ xin phép được kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay tại đây ạ. Cảm ơn bạn Minh ạ.